Cũng trong chiều nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã thông tin đến các cơ quan thông tấn báo chí về vụ việc trên máy bay quân sự tại Bình Định. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen cho hai phi công và khẳng định hành động, phương án xử lý tình huống của quân chủng phòng không không quân và cá nhân hai đồng chí phi công thể hiện tinh thần quả cảm, trách nhiệm vì nhân dân, vì Tổ quốc. Ngay sau khi vụ việc rơi máy bay quân sự xảy ra tại Bình Định, Đại tướng Phan Văn Giang đã nghe báo cáo trực tiếp của Thủ trưởng các đơn vị về nguyên nhân xảy ra sự cố. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng đánh giá rất cao trình độ, kinh nghiệm hai phi công và ban bay khi kịp thời xử lý tình huống, đảm bảo an toàn cho hai phi công trong điều kiện rất khẩn cấp và khó khăn. Trong mưa to, gió lớn, lúc 10 giờ hơn thì đồng chí Sơn nói của chúng em tất cả vẫn đang trong rừng. Mưa lắm. Thế tôi ra lệnh là nếu cần thì cho trực thăng cũng không bay được. Chỉ có cách đi bộ. Lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Bình Định, rồi của sư 2 của quân khu 5 tập trung Bình Định. Rất may là hai phi công cũng đã an toàn. Đây là điều trân trọng nhất. Trong khoảnh khắc rất ngắn, máy bay ở độ cao thấp rơi rất nhanh, nguy hiểm đến tính mạng, nhưng các phi công đã bình tĩnh, dũng cảm điều khiển máy bay ra xa khu vực đông dân cư và nhảy dù an toàn, không gây thiệt hại đến người và tài sản của nhân dân. Ngay trong ngày, Đại tướng Phan Văn Giang đã có thư khen để kịp thời động viên tới hai phi công và chỉ huy cơ quan chức năng các cấp trong quân chủng phòng không không quân. Thay mặt cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tôi khen ngợi biểu dương lãnh đạo chỉ huy cơ quan chức năng các cấp trong quân chủng đã chỉ đạo tổ chức chặt chẽ nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng. Biểu dương trường sĩ quan không quân, Trung đoàn không quân 940 và cán bộ chiến sĩ, nhân viên trong ban bay đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức chỉ huy bay chặt chẽ, xử lý kịp thời, linh hoạt các tình huống xảy ra. Khen ngợi đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Sơn, Trung đoàn trưởng và đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Quân, trưởng ban bảo đảm an toàn bay, với trình độ, với kinh nghiệm huấn luyện dày dặn và bản lĩnh ý chí quyết tâm cao, đã bình tĩnh, tự tin, không sợ hy sinh, xử lý kịp thời tình huống bất trắc trên không. Việc làm đó thể hiện trách nhiệm vì nhân dân, vì Tổ quốc của người quân nhân cách mạng. Trước đó, Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có mặt trực tiếp tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn hai phi công đã mất tích. Lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu cũng khẳng định quyết định nhảy dù của hai phi công là hoàn toàn chính xác. Vô đây có mì tôm rồi. Thì ra kia đi, cho em rửa ra. Còn đèn đi sao? Còn đèn còi lúc còn. Đèn còi đi. Rồi. Xong rồi em đi xuống. Rồi ra đây cho nó vào đây đây. Sau 12 giờ tìm kiếm, cả hai phi công đã được tìm thấy trong tình trạng cơ thể bầm tím, có nhiều vết thương do vật lộn trên không trước khi tiếp đất an toàn. Hướng vào dù chúng tôi thì cái hướng nhảy vào thì nó theo cái hướng của quy định của sân bay. Chúng tôi bằng các cái kỹ năng sinh tồn theo cái được cái hướng dẫn. Thì chúng tôi cứ đi bộ về hướng về sân bay thôi và hướng 90 độ ra biển. Thì chúng tôi cũng leo lên đến đỉnh núi. Vì cái núi này nó cũng cao hơn 700 mét. Leo đến đỉnh núi thì lúc đấy nó có sóng điện thoại. Thì đồng chí Quân thì liên hệ được với đơn vị lúc 16:30. Còn tôi thì 18:50 mới liên hệ, lúc đấy mới có sóng điện thoại. Đối với cuộc đời phi công thì chắc chắn là không ai muốn nhảy dù hết. Thứ nhất là ai cũng muốn đảm bảo cái tài sản của quốc gia. Chúng tôi hai anh em trao đổi không quyết tâm về hạ cánh bằng được. Có nghĩa là cái lượng dầu là cho phép bao nhiêu chúng tôi tiến hành thực hiện các cái nội dung, thực hiện lại để mong làm sao thành công. Nhưng mà không thành công thì đưa máy bay về hạ cánh an toàn thì đó là chúng tôi cũng rất buồn. Đấy, phải nhảy dù. Hiện tại sức khỏe của hai phi công ổn định và được chăm sóc tại Bệnh viện Quân Y 13, Quân khu 5. Chiều nay, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ, Bộ đội quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chào mừng hội nghị. Cũng tại hội nghị, thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ quân đội phải đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác, chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp, trong đó tập trung tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc quán triệt, triển khai, học tập chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, chỉ thị 2960 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương và các quy định hướng dẫn của cấp trên, nghiên cứu cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm thực tiễn của Đảng bộ, cơ quan, đơn vị, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự và mọi mặt công tác bảo đảm phục vụ đại hội. Việc tổ chức đại hội ở từng cấp phải bảo đảm trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, đúng lộ trình và thời gian theo quy định. Cùng với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội, cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát hoàn thành toàn diện những chỉ tiêu được xác định trong nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Trước mắt phải tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2024. Thưa quý vị, chiến tranh đã qua đi gần 40 năm, thế nhưng hậu quả bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh vẫn còn phức tạp và lâu dài. Với phương châm phát huy sức mạnh tổng hợp, cùng chung tay góp sức khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh vì cuộc sống bình yên và phát triển. Trong suốt 10 năm qua, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều nạn nhân bom mìn trên khắp cả nước. Sáng nay tại Hà Nội, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Nhân dịp kỷ niệm, Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam được Bộ Quốc phòng tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam. Kể từ năm 2014 đến năm 2024, Hội cũng đã được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tặng bằng khen vì thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với Bộ Giao thông Vận tải cùng với các bộ ngành có liên quan về dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới nhập khẩu và sản xuất lắp ráp. Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, việc thực hiện lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới cần phải đảm bảo tính khả thi, không chồng chéo về đối tượng và phạm vi điều chỉnh. Sau khi nghe ý kiến của đại diện Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng yêu cầu cơ quan soạn thảo rà soát, bảo đảm lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải phù hợp, thống nhất giữa Luật Đường bộ, Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản pháp luật liên quan. Việc thực hiện lộ trình phải đảm bảo tính khả thi, bám sát chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội và các cam kết, thỏa thuận quốc tế về môi trường mà Việt Nam tham gia, không chồng chéo về đối tượng, phạm vi điều chỉnh. Trong tổ chức thực hiện, Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm trong kiểm tra, thanh tra, tổng hợp báo cáo, Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về hoạt động nhập khẩu xe cơ giới cùng với Tổng cục Hải quan, sản xuất, lắp ráp xe cơ giới tại doanh nghiệp trong nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, thành lập doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp xe cơ giới, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn chung đối với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường nói chung. Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu đề xuất phương án áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 4 đối với xe gắn máy nhập khẩu mới và xe gắn máy sản xuất, lắp ráp trong thời gian sớm nhất.